Ok, em chào các chị nha. Chào mừng các chị đến với một cái live stream giới thiệu sản phẩm của bên em và nhất là những cái mẫu áo dài mới của bên em nha. Hiện tại thì Sở May Quốc Thịnh, Queen Fashion và Thời Trang Việt Nam đã về rất là nhiều những cái mẫu áo dài mới để phục vụ cho các chị yêu trong mùa cuối năm đây ạ. Và chị yêu nào thích áo dài thì không thể bỏ qua cái live stream này của bên em nha. Nhanh tay chia sẻ live stream này để mình có cơ hội mua những chiếc áo dài rất là xinh với giá vô cùng sốc của bên em các chị nhá. Và mẫu áo dài đầu tiên mà hôm nay bên em giới thiệu tới các chị đó là một mẫu áo dài thêu hoa tay các chị yêu nha. Rồi và lại gần đấy, đúng rồi, lại gần hợp lý hơn đó. Rồi cái mẫu váy này thì có tổng cộng là 3 gam màu. Như bạn Nhân đang mặc là màu hồng, em đang mặc màu xanh và còn một màu nữa, một chút nữa mới giờ. Rồi và mẫu áo dài này thì được thiết kế từ vải gấm cao cấp các chị nha. Ở bên trên thân áo là có hai họa tiết hoa được thêu hoàn toàn thủ công, rất là tỉ mỉ và xinh đẹp luôn này. Và bên dưới là một chiếc chân váy được làm từ chân váy ren các chị yêu nha. Mẫu váy áo này thì bên em được bán theo set bao gồm một chân váy và một áo dài. Và giá hiện tại trên thị trường là 500.000. Ở trong hệ thống thời trang Queen Fashion, Sở May Quốc Thịnh cũng như Thời Trang Nữ Việt Nam, bên em đang bán với mức giá là 400.000 một set. Và khi các chị đặt hàng trong livestream này và chia sẻ livestream, bên em sẽ lên mẫu này cho các chị, lên đơn thành công cho các chị với mức giá chỉ 320.000 thôi ạ. 320.000 bao gồm một áo và một chân váy các chị yêu nha. Rất là xinh luôn và đảm bảo là ở bên ngoài á, các chị nhận hàng sẽ thấy đẹp hơn trong livestream rất là nhiều. Bởi vì khi mà lên livestream á thì là cái ánh sáng cũng như là đường truyền mạng nó sẽ không được tốt như ở bên ngoài đâu ạ. Và cái màu sắc cũng sẽ không được đẹp như bên ngoài. Và để đặt hàng các chị yêu lên đơn thành công cho em với mã sản phẩm là AD02. Mã AD02 có tổng cộng là 3 gam màu ạ. Màu xanh, màu hồng và màu vàng các chị nhá. Màu vàng rất là nổi luôn ạ. Và mẫu này là có hai size SM. Size S phù hợp với các chị dưới 50kg và size M phù hợp với các chị từ 51 cho đến 56kg ạ. Đặt hàng mình comment AD02 kèm màu kèm số điện thoại là lên đơn thành công các chị yêu nha. Và mình có thể bỏ lại luôn cả cân nặng để bên em có thể lưu ý khi gọi điện cho các chị yêu luôn. Mình comment luôn cả cân nặng để bên em sẽ tư vấn đầy đủ hơn cho mình về cái size của các chị yêu nha. Từ 40 cho đến 55kg là em có size ạ. AD02 đang được bán trong cái livestream này với mức giá vô cùng ưu đãi, chỉ 320.000 một set áo dài các chị yêu nha, đứng thịt lên. 320.000 một set áo dài ạ. Và màu hồng thường nhân đang mặc, màu vàng em đang cầm và màu xanh em đang mặc đây ạ. Một người béo mặc rất cũng nói chung là cũng hơi hơn một mỏng một chút thôi, nhưng cũng vẫn rất là xinh nha. Các chị yêu có thể mặc để đi tiệc tùng buổi cuối năm. Cũng như là sắp 20 tháng 10 rồi, mình có một chiếc áo dài như thế này để mặc cùng với bạn bè thì vô cùng là tuyệt vời đúng không nào? Và mình phải lên đơn thành công cho em với mã AD02 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 320.000 bao gồm một áo dài thêu tay và một chiếc chân váy các chị yêu nha. Đảm bảo là không có nơi nào giá rẻ hơn đâu ạ. Và với cái chất liệu cũng như là đường hoa thêu tay và đường kim mũi chỉ của bên em là bên em bao đẹp cho các chị yêu luôn. Mình lên đơn ngay cho em với mức giá là 320.000 là trong cái livestream này thôi ạ. Và chia sẻ livestream em bên em mới bán với cái mức giá cho các chị yêu nhá. AD02 màu hồng ạ. Rồi AD02 màu vàng và có cả AD02 màu xanh nữa. Chị em nào lấy hàng thì comment cho em AD02 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 320.000 bao gồm một chân váy và một áo dài các chị yêu nha. Đó, và mình đặt hàng thì mình để lại cân nặng để bên em có thể tư vấn cho các chị yêu. Rồi em xin chào chị Huyền Nguyễn, em chào chị Phùng Hợp nha. Chào chị Thu Hường Nguyễn, chào Trần Liên này. Chào chị Nguyễn Lan nha. Chào chị Sầu Riêng, chào chị Lan Trần, chào chị Nguyễn Ngân. Ok, phí ship về các tỉnh lập đồng giá là 30.000. Đó là bên em có hỗ trợ ship cho mình rồi đấy ạ. Và các ở trong nội thành Hà Nội là 20.000 ạ. Đặt hàng mình comment liền tay AD02 kèm màu kèm số điện thoại nha. Và bây giờ Thục Nhân sẽ thay sang màu vàng để các chị yêu có thể ngắm màu vàng một chút. Em biết là có rất là nhiều chị thích áo dài màu vàng đây ạ. Rồi và mình có thể để lại cân nặng để bên em tư vấn cho mình thêm nhá. Thêm xem là các chị yêu mặc màu nào thì sẽ phù hợp hơn. Ok, em chào chị Nguyễn Ngân nha. Em chào chị Trăng Biển nha. Rồi em chào tất cả các chị yêu. Chị yêu nào đã vào rồi cho em xin một chấm để có thể chào hỏi các chị thêm một chút được không nào. Ok, chào chị Thanh Hằng nha. Áo dài hôm nay em đang mặc có giá là 320.000 trong cái livestream này, bao gồm một chân váy ạ. Đó, và em rất là mập luôn. Nói chung là các chị yêu có thể hình dung em cũng rất là mập. Các chị mà mập mập thì mặc cũng giống em luôn đây nè. Nói chung là mình
đã chân nan chân béo rồi thì biết làm sao đây, nhưng mà cũng vẫn rất là xinh bởi vì là có hai cái đường hoa thêu tay ở đây rồi, nó sẽ phân tán cái ánh nhìn của người đối diện luôn nè. Ok, em chào chị Tình Duyên nha, em chào chị Thúy Lê, em chào chị Tuyết Huyền, rồi em chào chị Thanh Hằng nha. 320.000 một chiếc một set áo dài bao gồm một áo và một chân váy nha. Đặt hàng các chị comment là AD02 kèm màu kèm số điện thoại. Đúng rồi, rất là đẹp. Và em biết rằng là đang là mùa cuối năm, rất là nhiều tiệc tùng cưới hỏi, cũng như là 20 tháng 10 sắp tới rồi và chuẩn bị là năm mới nữa. Các chị yêu hãy sắm ngay một chiếc áo dài này để mình có thể diện mùa cuối năm được không nào. 320.000 nha, bao gồm một áo thêu hoa tay này. Cái đường thêu hoa tay nó rất là tỉ mỉ các chị ơi. Đó, rất là mất công sức luôn. Cái áo thì không đáng bao nhiêu nhưng mà cái bông hoa tay này rất là tốn công luôn. Mà chỉ có 320.000 thôi thì em nghĩ là các chị yêu nên nhanh tay đi nào. Rồi màu hồng này, màu hồng rất là nhã luôn. Và màu vàng thì cực kỳ nổi da luôn. Bên ngoài màu nó còn đẹp hơn trong livestream các chị nhá. Bởi vì vào livestream á là có đường truyền mạng lúc tốt lúc xấu á, và các chị yêu không thể nhìn rõ về cái độ sắc nét của chiếc áo dài này đâu. 320.000 bao gồm một chân váy ren cao cấp và một chiếc váy một chiếc áo dài bên trên thêu hoa tay các chị yêu nha. Em đảm bảo với các chị đây là cái mức giá tốt nhất trên thị trường rồi, và thường thường là khách sỉ đã phải mua với giá này rồi các chị nha. Nên là các chị yêu chia sẻ livestream để mình được mua với mức giá ưu đãi ạ. Mã hàng AD02 cộng màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn thành công cho mình rồi ạ. Mẫu này là có hai size SM, như em là tầm 53-54 cân là em đang mặc rất là vừa size M. Còn như bạn Thùng Nhân là dưới 50 cân là chị bạn mặc size S các chị yêu nha. Các chị yêu comment luôn cả cân nặng bên em sẽ tư vấn về size cho mình nha. Và đảm bảo mặc đẹp mặc vừa bên em mới gửi hàng. Và bên em gửi hàng là được chuyển hàng trước khi thanh toán các chị yêu nha. Phí ship ở các tỉnh là 30.000, nội thành Hà Nội là 20.000 ạ. Rồi và đối với các chị mua hàng lần thứ hai tại hệ thống thời trang Queen Fashion sở may cũng như thời trang Việt Nam là được giảm 20.000 trên một đơn hàng ạ. Đối với khách hàng thân thiết của bên em nha. Đó, lên đơn mình comment AD02 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 320.000 một váy, trời ơi màu vàng quá xinh luôn. AD02 màu vàng ạ. Rồi đó, rất là xinh nha. Cái màu vàng này là màu vàng nghệ các chị ơi, nó rất là nhã nhặn nhưng mà cũng rất nổi da nha. Đó, các chị yêu mà thích cái sự gọi là trẻ trung mà nổi bật một chút mình chọn màu vàng này. Trời ơi xinh quá à. Rồi còn đây là màu hồng nha. Màu hồng rất là nhã, rất là sang. Còn màu xanh này thì hơi lạ mắt một chút nhưng mà phù hợp với các chị mà từ U35 trở lên thì em nghĩ là nó sẽ hợp hơn là cái màu xanh. Còn các chị mà thích sự trẻ trung thì mình lấy màu hồng và màu vàng nhá. AD02 có giá là 320.000 một set áo dài nhá. Bao gồm một chân váy này. Cái chân váy này thì là thiết kế lần này là bo chung các chị nha. Cho nên là nó co giãn theo cái vòng hai của mình. Các chị không lo là bị rộng hay bị chật đâu ạ. Và trước khi ship hàng yên tâm, bên em sẽ gọi điện chốt đơn hàng cho mình đàng hoàng để mình xem có vừa đẹp không thì bên em mới gửi hàng. Và khi nhận hàng mình lại được kiểm hàng trước khi thanh toán nữa ạ. Đó, và với cái mức giá ưu đãi là 320.000 một set như thế này thì em đảm bảo là rẻ nhất thị trường rồi ạ. Các chị yêu nhanh tay đặt hàng nha để mình diện đồ đi chơi 20 tháng 10 nào. AD02 màu vàng, AD02 màu hồng và AD02 màu xanh nữa chị yêu nha. Đặt hàng thì comment nhanh tay ạ. Em chuẩn bị sang một mã hàng mới rồi. Chị yêu nào đặt hàng comment nhanh tay AD02 kèm màu kèm số điện thoại. AD02 được thiết kế là cổ tròn các chị nhá. Cổ tròn rất là trẻ trung luôn. Đó, và một lát nữa sẽ có một mã khác cũng giống nhưng mà là cổ cao á. Nên là các chị yêu chú ý về mã giúp em. Mã hàng AD02. Rồi ok, em bắt đầu qua một cái mẫu hàng tiếp theo nha. Em sang một mã hàng tiếp theo rồi. 40 cân có mặc vừa không? Quá là vừa luôn. 40 cân thì chị mặc size S cho em nha. Ok, chị Tuyết Huyền lên đơn thành công cho Tuyết Huyền rồi. Cho mình bộ này à, 1m50 nặng 48 cân à. Chị Thanh Dung ơi, chị sẽ mặc size M cho em nha. Và chị lên đơn, nếu mà lấy bộ này thì chị comment là AD02 kèm màu kèm số điện thoại ạ. À, em đang mặc là màu xanh. Thùng Nhân vừa mặc xong là màu vàng và đây là màu hồng nha. Đây là màu hồng mà kiểu như là màu hồng san hô ấy các chị ạ. À, nó rất là sang và mặc nhìn nó rất là thanh nhã luôn á. Các chị mà thích sang sang thì mình mặc màu hồng nha. Ok nha. Ok chị yêu Tuyết Huyền chốt đơn cho chị rồi này. Mình nhận được áo rồi. Ok, cảm ơn chị Huyền. Yến Phi Yến nha. Chị có thể
Rồi ok, cảm ơn feedback của chị Yến Phi Yến ạ. Rồi, ai lấy áo dài mình có thể comment cho em nào. AD02 kèm màu đó, em là các chị cũng có thể biết em rất là béo. Đó nên là mặc lên như thế này. Nhưng mà các chị mà gọi là không được thân hình thon thả hay là không được gọn gàng á thì mặc là giống em luôn đó. Đó, đáng ra là em không mặc đâu nhưng mà em mặc lên để cho các chị yêu có thể hình dung là mình mặc như thế nào. Bởi vì những cái mẫu áo dài cách tân bên em may ra là rất là dễ mặc. Đó, và 10 người hơi mặc được một chút là mình cũng có thể mặc vừa. Ok. Ok, em chào chị Long Bảo nha. Em chào chị Lo Thị Vân nha. Rồi, em sang một cái mã tiếp theo. Đó, có nhiều chị mà không thích cổ tròn thì em lại lên thêm một cái mẫu khác này. Mẫu này còn trẻ hơn nữa cơ các chị yêu ơi. Em sang một mã váy tiếp theo, mã dài cách tân tiếp theo đó là AD01. Đáng ra là AD01 trước nhưng mà mẫu đẹp phải cất về sau cho các chị yêu mất công xem là mình không có thất vọng nha. Mẫu tiếp theo mà bên em giới thiệu với các chị là mẫu áo dài cách tân cũng với thiết kế là chân váy ren đen các chị yêu nha. Và bên trên là một chiếc áo dài này, thiết kế ở bên ở cổ là đính một đây này, đính ngọc từ trước ra sau luôn, đằng sau cũng có ngọc luôn các chị yêu ơi. Đó, bính ngọc bằng tay nha. Và hoa cũng theo thủ công luôn. Đó, và cái mẫu này á thì là cổ của nó là cổ gọi là cổ tàu á. Cổ tàu đúng không? Cổ tàu các chị yêu ơi, rất là trẻ luôn này. À, cổ trụ. Rồi, ok. Cái này là cổ trụ các chị này. Và tổng cộng là có 3 gam màu cho mình lựa chọn nha. Màu vàng ạ. Màu hồng bạn nên đang mặc và màu xanh ạ. Mã AD01 cũng có mức giá là 320.000 một set, bao gồm một chân váy ren này cao cấp nha các chị nha, và một chiếc áo dài thêu tay ở bên trên nha. Đó, và cái hoa này là chỉ nhấn ở ngực thôi, rất là trẻ luôn. Chị nào thích mã AD01 mình comment liền tay nha. AD01 màu hồng, AD01 màu xanh và AD01 màu vàng nha. Nó đính ngọc rất là điệu, rất là sang luôn các chị ơi. Và có mức giá là xét từ 400.000 xuống còn 320.000. Áp dụng cho chị yêu nào chia sẻ cái live stream này, bật chế độ cộng tác trang cá nhân cho bên em nha. AD01 kèm màu kèm số điện thoại đi nào. Và Nhân sẽ lại gần để cho các chị yêu xem kỹ về cái hoa theo tay nhá. Đó, rất là tỉ mỉ luôn. Và nói chung là trong năm 2018 này á thì cái mốt về theo hoa tay trên áo trên váy vẫn đang là cái xu hướng của thời trang năm nay các chị yêu nha. Và một chiếc áo dài thiết kế như thế này mới với mức giá là 320.000 thì Queen Fashion sửa Mai Cô Thịnh cũng cam kết với các chị đây là cái mức giá tốt nhất trên thị trường rồi ạ. Chị nào thích mẫu AD01 mình comment nhanh tay nha. AD01 màu hồng, AD01 màu vàng và AD01 màu xanh ạ. Đó, và thêu hoa ở ngực rất là nổi này, ở cổ lại còn có cả một đường ngọc nữa, thêu từ trước ra sau luôn các chị ơi, quá là sang luôn nha. Rồi bây giờ Thục Nhân sẽ mặc sang màu hồng để các chị yêu có thể nắm kỹ hơn nhá. Ok, bên em sẽ sang mẫu rất là nhanh nên là các chị yêu nhớ là theo dõi thật là kỹ nhá. Và nếu mà khi mà kết thúc live stream mình muốn xem lại á thì mình có thể là tua qua tua lại để xem kỹ hơn giúp em nha. Đó, hoa là hoa thêu tay này các chị yêu ơi, thêu rất là xinh luôn, nó rất là nổi ấy. Và cái xu hướng thêu hoa tay trong những năm gần đây á là chưa bao giờ hết hot luôn đấy. Và đường ngọc này cũng thêu tay luôn này các chị này. Đó, và chất là chất gấm nha, rất là mềm, rất là rủ váy luôn. Em cho sau các chị yêu xem này. Ok, em chào chị Thảo Nguyễn này, em chào chị Huỳnh Huyền này. Em không có màu đỏ, em có màu vàng, màu hồng và màu xanh. Mã AD01 nha. Comment AD01 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 320.000 một set các chị nhá, bao gồm một áo và một chân váy đây ạ. Rồi, 320.000 bao gồm một áo một chân váy rất xinh luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Còn cổ tròn, cổ trụ thì mình gọi là AD01. Còn cổ tròn em đang mặc là AD02 các chị yêu nha. Các chị lưu ý mã giúp em ạ. Rồi, em chào chị Mai Tuyền nha. Rồi, em chào chị Thảo Nguyễn. Em chào chị Vùng Cao Lãng Tử nha. Ok, chị nào Lãng Tử Vùng Cao. Trời ơi, tên là nó biết rồi đó. Đây, đó màu vàng. Trời ơi, nổi kinh khủng luôn nè. Nổi kinh khủng luôn. AD02 màu vàng các chị yêu ơi, ở bên ngoài sẽ đẹp hơn rất là nhiều nhá. Ở trong này nó hơi phản sáng đấy ạ. Hơi phản sáng cho nên là nhìn nó có vẻ là hơi chói chói một chút. Ở bên ngoài nó sẽ nhã hơn rất là nhiều nhá. Màu vàng này là màu vàng nghệ á các chị ạ, không phải màu vàng mơ đâu. Màu vàng nghệ rất là trông rất là nhã luôn á, mà nổi da nữa. Đây màu vàng
Ai lấy màu vàng comment AD02, màu vàng, số điện thoại là bên em chốt đơn cho mình. Và áo dài thì bên em có size nha, size S, size M. Size S phù hợp với các chị dưới 50 cân. Còn size M phù hợp với các chị từ 51 đến 56 kg nha. Đặt hàng mình có thể để lại luôn cân nặng để bên em có thể chốt size cho mình nhá. Rồi, AD01 kèm màu kèm số điện thoại đi nào. Lên đơn thành công cho các chị yêu comment AD01 kèm màu kèm số điện thoại. AD01 màu vàng, AD01 màu hồng và AD01 màu xanh nha. Ok, đó, và thiết kế là theo tay hoàn toàn luôn các chị yêu ơi. Có một đường ngọc ở quanh cổ nữa, rất là điệu luôn này. Và cực kỳ là trẻ trung nữa. Chị yêu nào lấy hàng thì comment lên tay nha. AD01 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Và mình có thể để lại cân nặng để em tư vấn cho mình. Bên em nhận ship hàng toàn quốc. Và khi mà nhận hàng á, là các chị yêu được kiểm hàng trước khi thanh toán nha. Và bây giờ đang là mùa cuối năm rồi, sắp 20 tháng 10 nữa. Các chị yêu nhanh tay có một chiếc áo dài để mình có thể diện đi lễ được không nào? Rất là xinh. Và bên trên thị trường bây giờ không bao giờ có giá là dưới 400 nhá. Bên em cam kết về mức giá là rất là rẻ cho các chị yêu rồi. Chỉ 320.000 một set. Áo dài như thế này thì mình không nên đắn đo làm gì. Đã là phụ nữ Việt Nam thì phải có áo dài đúng không nào? Và áo dài bên em lại đã set sẵn cho mình cả một cái chân váy như thế này nữa. Rất là xinh. Các chị yêu nhanh tay nha. AD02 màu vàng. AD01 màu vàng, AD01 màu xanh và AD01 màu hồng san hô, các chị yêu nhà rất là xinh luôn ạ. Comment nhanh tay để bên em lên đơn và sẽ qua mẫu ngay bây giờ các chị yêu nhà. Đó, rất xinh luôn. Ok, hôm nay là toàn áo dài thôi, chị nào mà fan áo dài thì không thể bỏ qua. Em chuẩn bị qua mẫu đây ạ. Ok, qua mẫu này. Dạ chị Lan Dở ơi, em còn chị yêu nha. Chị yêu ơi, chị yêu comment cho em là AD01 kèm màu và kèm số điện thoại để chốt đơn thành công cho chị nha. Dạ rồi, bây giờ em sẽ qua một mẫu mới các chị yêu nha. Ok, có nhiều chị mặc không thôi. Đó là cả một set. Ok, em chào chị Phan Mai Hương, em chào chị Yến Thị Nguyễn nha. Em chào chị Yến Trường Hải này. Em chào chị Trích Bông, đúng rồi, bao gồm một chân váy chị yêu ơi. Một set là bao gồm một chân váy rời này. Đây, chân váy rời các chị nhá. Và một áo dài nữa. Đó, bao gồm một set nha. Một set chỉ có giá là 320.000 thôi ạ. Bao gồm một chân váy và một áo nha các chị yêu nha. 320.000 bao gồm một áo dài theo tay và một chiếc chân váy xòe này các chị yêu ơi. Đó, rất là xinh luôn. Chuẩn bị 20 tháng 10 rồi, mình nhanh tay nha. Nhanh tay đặt hàng để bên em có thể thêu. Bởi vì là cái hàng thêu này nó sẽ may rất là lâu các chị yêu ơi. May áo thì nhanh nhưng mà để thêu được lên một bông hoa như thế này thì một người thợ người ta phải thêu cả buổi sáng cũng chỉ được 5 bộ thôi. Đó, nó rất là tốn công. Bởi vì thêu là thêu tay thì mới được các chị ạ. Đó, rất là xinh luôn này. Đó, và đây là xu hướng của năm nay. AD01 vàng, ok em lên đơn cho chị yêu rồi. Các chị yêu ơi, lên mã cho màu hồng cổ tròn vừa rồi ạ. Chị Lan ơi, chị lấy màu hồng cổ tròn vừa lấy á thì chị comment là AD02 nha. Đây cổ tròn em đang mặc đây là mã là AD02 màu hồng, em số điện thoại cho em. Ok chị ạ. Rồi có chân váy chưa chị ơi? Mẫu này là có cả chân váy nha. Đây chân váy này, chân váy và áo giá 320.000. Mã em đang mặc là AD02. Các chị yêu lưu ý giúp em ạ. Rồi em sang một cái set tiếp theo nha. Cái này ta cho là AD03 đi nhỉ. AD03 sang một mã tiếp theo này. Có nhiều chị yêu mà không thích mặc set rời, mình thích sự đơn giản thì mình chọn mẫu này cho em. Cái mẫu áo dài tiếp theo mà em giới thiệu tới các chị là AD03 nha. AD03 thì là thiết kế liền luôn các chị nhá. Bao gồm chân váy ở bên trong á, là người ta may liền cho mình luôn rồi. Mình về mình chỉ mặc thôi. Và cái mẫu dáng này á, thiết kế của nó bằng gen. Nó có co giãn cho nên là free size các chị nhá. Free size dưới 55 cân là em bao phủ cho các chị yêu này. Và mẫu áo AD03 phù hợp với các chị dưới 55kg. Trên thị trường đang có giá là 250.000 và bên em cũng bán với mức giá 240.000. Và khi các chị yêu đặt hàng trong livestream này và chia sẻ livestream sẽ được giảm giá chỉ còn 220.000 một set áo dài này thôi ạ. Chiếc áo dài này có tổng cộng là 4 gam màu cho mình lựa chọn nha. AD03 màu sữa đi nhỉ? Màu sữa mà thực nhân đang mặc nha. AD03 màu trắng ạ. AD03 màu hồng ạ. Và AD03 màu đỏ nha.
AD là cái tag áo dài đó các chị. AD03 nha. AD03 có giá tại cái livestream này là 220.000 một chiếc thôi ạ. Chị nào lấy hàng comment cho em nào. AD03 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 220.000 một chiếc áo dài khách tân và ở bên dưới chân váy là chân váy liền luôn các chị nha. Đây em giơ để các chị yêu hình dung luôn cho rõ này. Đó, 220.000 một váy nha. Đặt hàng comment cho em AD03 kèm màu kèm số điện thoại. Và các chị yêu có thể là mua thêm một cái tag, các chị có thể gắn ở đây nha, thì sẽ xinh hơn đấy ạ. Thiết kế là thiết kế tay lỡ. Các chị yêu mà ưa sự kín đáo, giản dị và có cái bắp tay của mình hơi to một xíu á, thì mẫu váy này là thuộc về các chị rồi đấy ạ. Mình đặt hàng nhanh tay cho em nha. Và chia sẻ livestream mới có giá này các chị nhá. 320.000 sale còn 220.000 thôi ạ. Rồi, 220.000 cho mã AD03, AD03 màu đỏ, AD03 màu hồng và AD03 màu trắng. Bạn nhân đang mặc là màu nu nữa các chị yêu nha. Rồi, em xem các chị yêu thích màu nào, em sẽ thử màu đó cho các chị yêu xem nào. Ok nha. Rồi, các chị yêu tag thêm bạn bè vào đây để mình có thể mua. Rồi, thử màu đỏ chị xem. Ok, em thử luôn màu đỏ nha. Mẫu này là free size dưới 55 cân vừa các chị yêu nha. 220.000 một chiếc áo dài thôi ạ. Đảm bảo là rất xinh và rất rẻ cho các chị yêu rồi. Và chị nào thích thì nhanh tay nha. AD03. Rồi em đang cầm đây ạ. Ok, vậy thôi ạ. Muốn mua riêng áo để mặc với quần legging ạ. Ok, chị nhắn cute nha. Chị có thể để lại số điện thoại để với em xem là có thể là trả mình áo cho chị không thôi nha. Ok nha, em chào chị Lê Khải Huyền. Chân váy không ạ? Bên em không bán chân váy rồi đâu chị ơi, bên em bán cả set nhá. Cả một set này có giá là 320, rất là rẻ rồi. Đó, và phải bán cả set thì bên em mới bù lỗ được. Chứ còn bán nguyên một cái áo nữa thì em còn lỗ nặng hơn đấy chị ạ. Chân váy rời bao nhiêu? Em không bán chân váy rời nha, em bán theo cả set. Rồi đây. Bởi vì chiếc áo này á, các chị nếu mà mặc với quần legging chưa chắc đã đẹp đâu các chị ạ. Vì thiết kế của người ta là để mặc với một cái chân váy xòe rồi. Ok, em chào chị Tạ Thư nha. AD03 em đang cầm trên tay này. Mặc liền luôn. Đó, màu đỏ các chị yêu ơi. Trời ơi, thấy màu đỏ là thấy Tết luôn rồi nè. AD03 màu đỏ ạ. Giá tại cửa hàng là 320. Các chị đặt hàng trong livestream này sẽ có giá 220.000 thôi nha. AD03 màu đỏ kèm số điện thoại đi ạ. 220.000 ạ. Và mẫu này phù hợp với các chị dưới 55-56 cân em bao vừa nhá. Chất là chất len, chất len hàng Quảng Châu lận một luôn các chị ơi. Đó, rất là xinh luôn này. Đơn giản nhưng mà vẫn rất là đẹp luôn. Đó, AD03 màu đỏ, AD03 màu sữa, AD03 màu hồng và AD03 màu trắng nha. Rồi, 4 màu cho mình lựa chọn ạ. Phù hợp với các chị dưới 55 cân em bao vừa. Đó, và cũng là thiết kế cổ tròn nhưng mà nó đơn giản thôi các chị ạ. Nhiều khi đơn giản nhưng mà vẫn rất là đẹp nhá. Đặt hàng comment nhanh tay giúp em đi ạ. AD03 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Và lưu ý là bên em ship hàng mình được kiểm hàng trước khi thanh toán nha. Cả một chiếc áo dài bao gồm cả chân váy liền bên dưới luôn, chỉ có giá 220.000. Quá là rẻ luôn các chị yêu ơi. Đặt hàng comment nhanh tay nha. AD03 kèm màu kèm số điện thoại giúp em đi nào. Màu hồng em xem đi chị. Ôi trời ơi. Rồi ok. Em lấy màu hồng của tròn thì em comment là AD01 nha. À, 02 nha. Ok, Thục Nhân sẽ chiều luôn các chị mặc sang một chút màu hồng nữa này. Hôm nay là em chỉ like áo dài thôi. Chị yêu nào thích áo dài thì may ngay chia sẻ cho em nha. Cái em đang mặc mấy màu? Cái em đang mặc là có 3 màu chị yêu ơi. Em đang mặc là AD02 nha. AD01 chứ, AD02 AD02 em đang mặc là có tổng cộng 3 màu nha. Em đang mặc là màu xanh và có cả màu hồng đất này. Cái này phải mặc lên mới đẹp. Và có cả màu vàng nữa. Chị yêu nào mà mới vào á thì mình có thể là tí em kết thúc livestream mình kéo lại mình xem những cái mẫu bằng trước giúp em nha. Ok, có mất phí ship chị yêu ơi, bởi vì em đang bán với cái giá lỗ vốn rồi nên là chỉ bù ship cho các chị được một chút xíu nữa thôi. Các chị ở ngoại tỉnh là 30.000, nội thành Hà Nội là 20.000 nha. Ok, em chào chị Thùy Linh. Rồi, em chào chị Tiểu Bối nhá. Bao nhiêu kg mặc được ạ? Mẫu này là có 2 size SM, phù hợp với các chị từ 40 đến 55 kg này bao vừa các chị yêu nhá. Ok, giá sỉ thì chị liên hệ với Zalo sỉ bên em nha. Đó, ôi trời ơi, màu hồng trong kiểu thư quá này. Rồi, em lên cái mẫu AD01. À quên, AD03. AD03 màu hồng nha các chị ơi. Rồi, chị nào mà muốn ngắm màu hồng thì ngắm kỹ đi rồi đặt hàng cho em nha. AD03 có tổng cộng là 4 năm màu em đã dơ rồi đấy ạ. Chị nào mới vào thì ngắm nốt màu hồng cho em nha.
220.000 một chiếc áo dài cách tân này nha các chị ơi, thiết kế liền nhá, rất là tiểu thư công chúa luôn. Và cái màu hồng này là không kén da nhất rồi các chị nha, không kén da một chút nào. Và các chị mà da ngăm ngăm mình thích sáng mình cũng có thể chọn màu sữa cho em nha. AD03 màu sữa, AD03 màu trắng, AD03 màu đỏ và AD03 màu hồng, tổng cộng 4 năm màu cho mình lựa chọn nha. Đặt hàng comment AD03 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Bên em sẽ lên đơn thành công cho các chị yêu nha. Đẹp quá thì đặt nhanh tay đi chị ơi. 220.000 một chiếc áo dài cách tân này, áp dụng cho chị yêu nào chia sẻ livestream thôi ạ. Nhanh tay đặt hàng AD03 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Và bên em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn thành công cho chị yêu nào comment đúng cú pháp, mã, màu, số điện thoại ạ. Và các chị yêu lưu ý là bên em sẽ tư vấn mình mặc vừa đẹp xinh thì bên em mới ship hàng nha. Nên là không phải lo là cân nặng chiều cao của mình đâu. Nếu đã quan tâm tới sản phẩm này rồi, mình comment nhanh tay AD03 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Rồi và dơ lại các màu để các chị yêu xem nốt nha. AD03 màu trắng này, AD03 màu đỏ này và AD03 màu sữa này. Bên cạnh đó là AD03 màu hồng, rất trẻ trung và tiểu thư luôn này. Đó, và mình chỉ cần comment mã, màu, số điện thoại, địa chỉ là bên em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình nha. Còn ai chưa đặt được hàng, hãy xem lại livestream một lần nữa và mình comment mã, màu, số điện thoại, địa chỉ, bên em sẽ chốt đơn. Và bên em đã giới thiệu được các màu áo dài rất là hot của bên em rồi. Nên là còn chị nào mà chưa đặt được hàng, mình có thể xem lại livestream bên em cũng như hình ảnh của bên em nha. Rồi và đừng quên là theo dõi sưởng may Cốt Thịnh thời trang nữ Việt Nam cũng như Queen Fashion để mình cập nhật những cái mẫu váy mới cũng như là giá rẻ hàng ngày các chị yêu nha. Rồi bây giờ thì bên em phải kết thúc livestream tại đây rồi. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các chị ở những livestream sau. Xin chào. Chị Mây Phạm ơi, bộ hồng là 220.000 chị yêu nha. Đặt hàng comment cho em là AD03 kèm màu kèm số điện thoại ạ. AD03 màu hồng là 220 một bộ chị nhá. Rồi em cảm ơn chị, chào chị.